mà chỉ thương mình em thôi thì em không có đi thêm bước nữa đâu. Em sẽ ở vậy. Muộn rồi đó Vân à. Dạ. Nhưng mà nếu mà để bây giờ cho em một chọn một lần nữa mà không theo ý định của mẹ em thì em thích ở như thế này suốt đời. Không lấy một ai nữa. Chào bạn nhé, chúc bạn ngủ ngon. Bye bye. Anh làm nếu được em cũng yêu thương con trai anh. Tất nhiên rồi, tại vì em nghĩ trẻ con là vô tội. Mình không nên ghét bỏ trẻ con. Khi mình mà đến với ai đó, người đó cũng giống như hoàn cảnh của mình thì tất nhiên mình cũng phải yêu con người ta chứ. Tại vì em rất thích trẻ con. Em cực kỳ thích trẻ con luôn và em rất yêu trẻ con. Em có ở Sài Gòn không? Không. Em không ở Sài Gòn. Em ở trong Thanh Hóa. Có bây giờ em biết sao? Bây giờ có những nhiều nhiều xem ở trên Facebook hay trên mạng nhiều lắm. Có những ông bố khi mà có những người con gái mà đi lấy chồng hai, có những ông chồng rất là dã man đánh con riêng của vợ đó. Nghĩ đến cái cảm giác đó thôi đã thấy sợ rồi. Con gái em cháu được 6 tuổi ấy. Sầm Sơn là ở Thanh Hóa đó. Vợ anh nó bỏ đi theo giai ở Sầm Sơn. Anh đã nói câu đó ở đây. Nếu mà khi một người vợ mà bỏ mình đi theo giai chứng tỏ mình là người cũng phải có lỗi thì người ta mới bỏ mình đi theo giai. Hiểu không ạ? Ừ. Chính vì như vậy nên là em đâu có dám hẹn hò với ai đâu.